Thưa quý vị, những ngày qua, con ngõ trên đường Hồng Hà thuộc phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội thu hút sự chú ý của dư luận bởi tấm biển được trưng trước ngõ có nội dung Phòng chống bạo lực gia đình, thanh niên, khu phố 1. Phía dưới kèm thêm dòng chữ là ngõ không sợ vợ. Vâng, và sau khi gây sốt trên cộng đồng mạng xã hội, thì tấm biển này ngay lập tức đã được dựng gỡ xuống bởi đây là hành động tự phát của người dân, dễ khiến nhiều nơi làm theo và gây những sự xáo trộn bất cập. Chủ tịch UBND ban nhân dân phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, chính quyền đã cử cán bộ xuống làm việc và cho gỡ tấm biển ngõ không sợ vợ gây xôn xao dư luận vài ngày qua. Tấm biển được gỡ ngày 14 tháng 3 và cán bộ phường cũng đã giải thích cho người dân, đây là hành động tự phát của người dân chứ không theo quy định của nhà nước hay là chỉ đạo từ chính quyền. Nếu nơi nào cũng làm theo thì chắc chắn sẽ rất bất cập. Theo người dân sinh sống tại đây, con ngõ được treo biển là ngõ không sợ vợ có 6 hộ dân sinh sống. Đi sâu vào hai ngách có thêm 50 đến 60 gia đình. Tấm biển được dựng lên cách đây khoảng 2 năm xuất phát từ ý tưởng ngẫu hứng của các nam thanh niên trong xóm với thông điệp tích cực về phòng chống bạo lực gia đình và nhằm mục đích là gắn bó thêm tinh thần đoàn kết xóm làng cũng như là tạo niềm vui cho mọi người